Ok, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BC, BCB. Hôm nay bên shop lại tiếp tục giới thiệu lên cho các bác một số cái mẫu bơm tay cao áp đang làm mưa làm gió trên thị trường, được anh em tin tưởng và sử dụng rất chi là nhiều. Và đặc biệt chương trình ngày hôm nay nhá, tất cả các bác mua bơm sẽ được bên em tặng khuyến mại theo một cái laser đầu đạn màu đỏ như này các bác nhé. Đấy, các bác mua bơm. Đối với những cái dòng bơm thì ví dụ các bác mua cái đây, các bác mua hai cái mẫu bơm 1, 2, 3 cái mẫu bơm này sẽ được tặng khuyến mại một cái laser các bác nhé. Đấy, cái này laser đầu đạn màu đỏ nhá, trên thị trường đang bán giá niêm yết là 280.000 nhá. Hôm nay các bác mua bơm sẽ được tặng miễn phí, giá không đổi các bác nhé. Đấy, tặng cho các bác laser, giá vẫn không đổi nhá, chứ không phải là tặng mà lại thêm tiền các bác đâu. Đấy, các bác nghe cho kỹ nhá, các bác không nghe nhầm đâu nhá. Các bác mua bơm sẽ được tặng laser với điều kiện là các bác mua 1, 2, 3 cái mẫu bơm này sẽ có quà tặng, còn hai cái mẫu bơm ở rìa là không có quà tặng các bác nhé. Ok chưa, các bác nghe kỹ trước khi các bác gọi điện nhé. Đấy, thì không phải để các bác chờ đợi lâu, đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái mẫu bơm tay Shinjongshi. Đây là mẫu bơm tay Shinjongshi, đồng hồ to lọc ẩm to các bác nhé, đồng hồ to lọc ẩm to, anh em vẫn tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Cái này chân thì là chân không gấp các bác, chân là chân cánh én không gấp được này, van xả cực kỳ to này. Con này anh em dùng thì đảm bảo các bác là đỉnh của chóp nhé. Đấy, đỉnh của chóp, anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Mẫu này được các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều, rộng rãi vì cái sự bền bỉ và ổn định các bác nhé. Đấy, mẫu này giá công khai nhá, giá công khai cho các bác là 1.850.000 tỏi nhá. Các bác chỉ cần bỏ ra 1.850.000 sở hữu ngay một cái bơm Shinjongshi. Các bác mua hàng bên em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận các bác nhé. Đấy là quyền lợi của anh em, bên em sẽ bảo hành cho bác, lỗi đâu đổi đấy cho bác. Ok chưa? Đấy, cây bơm thứ hai nhá, từ cây bơm thứ hai này đi sẽ có quà tặng nhá. Các bác mua một bơm sẽ được tặng một cái laser đầu đạn. Ok chưa? Chơi lớn cho các bác nhá, laser đầu đạn màu đỏ nhá. Vì cái chương trình tặng quà ấy, thì em cũng số lượng có hạn nhá, số lượng có hạn thôi, thì em sẽ tặng cho các bác để tri ân những khách hàng suốt một thời gian dài vừa qua luôn luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ shop khá là nhiều. Đấy, thì cái số lượng quà tặng này nhé, thì em chỉ tặng cho các bác 50 cái nhé, 50 cái nhé. Tất cả các bác mua các mẫu bơm nhé, mẫu bơm 1, 2, 3 mẫu này sẽ được tặng quà nhé, còn mẫu ngoài này và ngoài kia là không được tặng quà, các bác lưu ý nhé. Tặng quà thì giá bơm vẫn thế nhé, không tăng và cũng không giảm các bác nhé. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu, các bác mua laser sẽ mua bơm sẽ được tặng một cái laser đầu đạn. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhé. Đấy, đây cái mẫu bơm này nhá, em xin giới thiệu qua về cái mẫu bơm này và báo giá cho các bác nhá. Đây là cái mẫu bơm FB con báo, mẫu bơm FB con báo chân gấp này, chân gấp này. Đấy, đồng hồ là đồng hồ to 50 MBA các bác nhá, đồng hồ to 50 MBA, đồng hồ dầu nhá, xịn sò. Đấy, cái này là bơm bản đặc biệt nhá, bơm bản đặc biệt thì lọc ở màu đen. Đấy, lọc ở màu đen. Cái này bao cho các bác bơm khoảng 300 đến 350 cân rất chi là nhanh. Cái này tại sao lại gọi là bản đặc biệt thì em cũng giới thiệu qua cho các bác luôn. Cái mẫu này bản đặc biệt thì nó có cái tác dụng là bơm nhá, bơm nhanh, bơm nhẹ đấy, lên hơi cực kỳ là khỏe là cái nhất. Cái thứ hai, nó làm bằng chất liệu đặc biệt nhá, ở trong lõi bơm này nó sẽ tỏa nhiệt nhanh hơn so với tinh mẫu bơm khác nhá. Đấy. Cái mẫu này em bán 900.000 tặng cho các bác một laser đầu đạn. Ok chưa? 900.000 nhá. 900.000 tặng cho các bác một laser đầu đạn. Các bác không nghe nhầm đâu nhá. Đây là chương trình tặng quà bên em nhá, chương trình tặng quà để tri ân khách hàng. 900.000 cái cây bơm đặc biệt tặng cho các bác một laser đầu đạn, giá thị trường đang bán 280.000. Em bán cho các bác mức giá này nhá, là không có lãi lời gì đâu các bác nhá, không có lãi nhá. Bán cho các bác để tri ân khách hàng. Bán cho các bác là đi chia sẻ và kết nối đam mê nhá. Chứ bán với giá này là không lãi các bác nhá. Cái laser đầu đạn này giá thị trường đang bán 280.000 nhá. Laser đầu đạn màu đỏ 280.000, các bác mua bơm tặng theo laser nhá. Giá không đổi nhá, vẫn giữ nguyên giá, giá cái cây bơm này từ trước giờ bên em vẫn đang bán 900.000 nhá. Các bác mua sẽ được tặng theo một laser đầu đạn, ok chưa? Chơi rất chi là lớn với anh em nhá. Các bác nào mà có bơm rồi thì các bác có thể xem cho vui, chưa có thì các bác cố gắng theo dõi hết video cho em nhá. Đấy, thì các bác mua bán ở bên em thì rất chi là nhiều quà, lúc nào cũng có quà cho anh em quanh năm tứ mùa nhé. Nếu các bác không lấy laser đầu đạn nhá, thì em lại tặng cho các bác một lọ dầu bôi trơn hoặc một túi răng sim hoặc một cái ti nhé, hoặc một đồng hồ hơi, đồng hồ áp. Đây, tiếp theo lên cho các cây bơm thứ hai nhá. Cây bơm thứ hai đây là cây bơm đồng hồ to lọc ẩm to nhá, cây bơm đồng hồ to lọc ẩm to, nhưng cái này nó là bản thường nhá. Bản thường thì nó khác bản đặc biệt là cái này thì bơm nó không nhanh không nhẹ,
và nó không chống nóng bằng cái bản đặc biệt này nhá. Bản đặc biệt bơm nhanh bơm nhẹ chống nóng hơn các bác nhé. Cũng chân gấp nhá, đồng hồ dầu 50 mba, khá là xịn sò. Con này nhá, giá công khai cho anh em là 850.000 nhá. 850.000. Cái này bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 250 cân đến 300 cân nhá, cây này. Các bác mua cây này cũng sẽ được tặng một laser nhá. Đây, các bác nào mua cũng sẽ được tặng một laser như này nhá. Đấy, phần quà cho các bác mua bơm ngày hôm nay. Ngày hôm nay các bác nào mua bơm cũng sẽ được nhận quà. Cái laser giá trị thì nó cũng khá là cao so với mặt bằng chung thôi nhé. Laser này giá 2 củ 8 các bác nhé, 280.000 đấy. Các bác mua bơm nhé, tặng laser giá vẫn không đổi đâu các bác nhé. Giá không đổi, con này 900 tặng laser, 850 tặng laser. Con này 800 cũng tặng laser nhá. Đây là mẫu bơm nhỡ nhá, đồng hồ to là ẩm bé, hiệu FB con báo này, đấy. Chân gấp, các bác thấy xịn chưa? Đồng hồ dầu 50 mba nhá, đồng hồ dầu rất chi là xịn sò. Các bác dùng ổn định, bền bỉ theo thời gian. Cây này bao cho các bác bơm khoảng 250 cân đến 300 cân nhá. Bơm nhỡ, đấy. Các bác nào muốn mua bơm nhá, thì các bác nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop. Các bác bảo em ơi bán cho anh một cây bơm này là bơm Johnson nhá. Giá 1.850.000 cây bơm Johnson này không được tặng laser nhá. Còn cây bơm bản đặc biệt nhá, 900. Các bác thích lấy laser bảo em ơi tặng cho anh một cái laser nhá. Các bác bảo em ơi tặng cho anh một cái laser. Đấy, laser đầu đạn nhá, màu đỏ nhá. Giá chỉ có 900.000, các bác được bơm, được laser. Các bác mua một được hai nhá, mua một được hai quá là lợi trong ngày hôm nay nhá. Đây là cái cây bơm bản thường nhá, đồng hồ to là ống to bản thường giá 850.000 cũng được tặng một cái laser như này các bác nhá. Đấy. Cây bơm nhỡ này nhá, 800 cũng được tặng một laser. Còn cây bơm cuối cùng nhá. Cây bơm cuối cùng đây là cây bơm đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ, chân cánh én không gấp các bác nhá. Cái cây này 600 nhá, giá rẻ nhất. Nhưng mà con này cũng không được tặng quà, các bác lưu ý nhá. Có 1 2 3 con này là được tặng quà. Các bác mua bơm sẽ được tặng laser, giá không đổi nhá. Các bác không nghe nhầm đâu nhá. Các bác nghe đi nghe lại cho em nhá. Tặng laser nhá, tặng laser đầu đạn màu đỏ nhá. Giá 280.000 nhá, tặng cho các bác luôn, không giá không đổi nhá. Các bác cứ mua bơm là sẽ được tặng một cái laser. Ok chưa? Đấy, ba mẫu này nhá, còn hai mẫu ngoài cùng là không được tặng laser các bác nhá. Đấy. Thì số lượng thì cũng có hạn thôi. Các bác nào muốn mua thì hãy nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để chốt các bác nhá. Vì cái số laser tặng này em chỉ có đâu đấy khoảng 50 cái nhá. 50 cái tặng cho các bác đấy. Một cái video rất chỉ là ngắn thôi nhá. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.